chào cô bác anh chị và các bạn. Thêm một món ngon từ thịt ức gà, món ngon nhà hàng. Để làm món này thì mình cần có nguyên liệu và gia vị. Mình khuyên để ở đây. Cô bác anh chị và các bạn nhìn lên màn hình để mình chuẩn bị, hoặc là cũng có thể tìm thấy trong phần mô tả của video. Đây mình có 800g thịt ướp gà, 20g bơ, 10g gừng, 2 tép tỏi, chanh, 50g hành tây, nước tương, mật ong hoặc là đường, muối, bột nêm, bột mì, rau xà lách, cà chua, ngò rí và tiêu. Ức gà sau khi rửa sạch, mình lấy khăn giấy để thấm cho khô. Thịt ức gà thường là mắc bởi vì nó rất nhiều vitamin, tuy nhiên khi ăn thì nó sẽ bị khô. Do đó một số các cô có nhắn hỏi mình khuyên thì mình khuyên có món ăn nào để giúp cho cái món này nó không có bị khô đó. Thì hôm nay mình khuyên chia sẻ cái món này là món của nhà hàng. Ức gà mình sẽ cắt trên mặt này thành những cái đường xéo như vậy. Giống như là dạng hình thoi mà mình đưa dao cho nó xéo xéo vậy đó. Nhớ đừng cắt đứt, để nó được như vậy nè. Mình lấy 1/2 muỗng cà phê bột nam gà, chicken powder, trộn chung với lại 1/4 muỗng cà phê muối, rồi tiêu. Xong mình trộn đều lại, rắc lên hai mặt của gà. Lấy tay mình massage cho nó thấm vào trong những cái kẽ. Rồi lật lại, bên đây cũng vậy luôn. Sau đó mình để ở đây trong vòng khoảng 15 phút. Mài 2 tép tỏi hoặc là xay, hoặc là giã, hoặc băm nhuyễn cũng được. Với gừng cũng mài luôn. Chanh mình vắt lấy 1 muỗng canh. Và nhớ chừa cái vỏ đây, chút nữa mình lấy cái vỏ đi, mình lấy cái vỏ chanh mài đó. Xà lách mình xếp ra dĩa, rồi cắt nhỏ nhỏ ra, vừa ăn. Cái xà lách này là xà lách đá, nó giòn ngon lắm anh chị và các bạn. Cà chua sắc lát, hành tây mình cắt vuông vuông á, hạt lựu. Rồi sau đó mình nhúng vô chung bột mì, tức là bột đa dụng, là bột số 11 on purpose flour. Dũ cho nó rớt hết bột khô xuống. Tiếp tục nhúng 2 miếng còn lại. Mình cho dầu ăn, cho vài lát tỏi giúp cho dầu thơm, và chờ chín khi dầu nóng và sôi mình mới thả từng miếng thịt gà. Cái mặt này mình úp xuống trước, mặt cắt mình để xuống. Và chiên lửa lớn trong vòng khoảng 3 phút. Khi nào mình nhìn thấy xung quanh á, nó nâu lên là được. Chứ mình chiên lâu quá là sẽ bị khô. Có
thể cho thêm chút xíu bột nghệ cho gà nó có màu đẹp. Và bây giờ mình trở lại đây. Tiếp tục chiên cái mặt này. Mình múc dầu chế lên cho nó chín bên trong. Sau khi kiểm tra bên dưới cũng nâu vàng, ngon quá chừng luôn. Đây luôn, rồi ngon đó. Thì mình vớt ra để đây. Ngon ghê chưa. Rồi đổ hết dầu ra luôn. Mình cho 20g bơ. Hoặc không có bơ thì anh chị và các bạn cho dầu cũng được. Rồi cho tỏi với gừng vào cho thơm. Xong cho hành tây. Tiếp tục xào thơm. Khi nào nhìn thấy hành trong tức là đã chín. Cho 2 muỗng canh rưỡi nước tương. Hai muỗng cà phê mật ong. Nếu ăn được tương ớt thì mình cho một muỗng cà phê. Sau đó nấu cho sôi lại. Rồi cho một muỗng canh nước cốt chanh. Quậy lên. Chị và các bạn sẽ nếm coi vừa khẩu vị gia đình không. Rồi lúc này mình mới cho ức gà vô. Để lửa trung bình. Đảo cho nó thấm vị. Và vừa cạn như vậy là được rồi. Mình mài xíu vỏ chanh. Nó thơm. Mùi đặc biệt. Hoặc là cắt lá chanh nhỏ nhỏ cũng được luôn. Rất ngon luôn. Ngon ghê chưa. Cho ra dĩa nè. Wow. Thơm. Có ai thích món này không nè? Với mùi đặc sắc. Anh Khuyên vừa chia sẻ xong đến cô bác anh chị và các bạn một món ngon từ thịt ức gà. Và mến chúc nhà nhà cùng ăn ngon. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Cái sốt này nó ngon lắm luôn á. Khi nhà có khách, cô bác anh chị và các bạn cũng có thể làm món này, ai cũng thích hết trơn. Cái này có thể ăn với bánh mì, cơm hoặc là khoai tây luộc cũng ngon. Quá chừng ngon luôn. Thịt ức gà nấu cái này nó không có bị khô. Ăn cơm hoặc là cho ông xã uống bia.